Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp. Sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976. Dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Kính mời quý vị bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay thứ Năm ngày 16 tháng 2 năm 2023. Sau đây là các bản tin chính. Tổng thống Biden họp báo về các vật thể bay bị bắn hạ. Thứ trưởng Bộ Tư pháp giới thiệu lực lượng tấn công để bảo vệ công nghệ của Hoa Kỳ. Đại bồi thẩm đoàn Georgia công bố một phần bản báo cáo cuộc điều tra bầu cử 2020. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Hoa Kỳ giảm và giá sản xuất gia tăng. 101 người trở về Ukraine trong cuộc trao đổi tù binh chiến tranh với Nga. Mức nợ nần của các gia đình Mỹ đạt kỷ lục gần 17.000 tỷ Mỹ Kim. Nghi phạm sát nhân tấn công luật sư riêng ngay trong phiên tòa. Và công ty Tesla triệu hồi tất cả các xe có quy chế hoàn toàn tự lái. Đó là các bản tin chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị. Và phần tin chi tiết mở đầu với anh Dũng sau đây. Ngày hôm nay, thứ Năm, Tổng thống Joe Biden đã có một cuộc gặp gỡ với giới báo chí và trong đó thì ông đã đưa ra các tuyên bố cho thấy rằng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy rằng bộ ba vật thể bay không được xác định bị bắn hạ sau vụ bắn rơi khinh khí cầu Do Thám của Trung Quốc là có liên quan với nhau. Đây là một trong những bình luận đầu tiên của ông về hành động quân sự chưa từng có trên không phận của Bắc Mỹ sau 5 ngày giữ im lặng. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc bà Karine Jean-Pierre đã hứa là Tổng thống Joe Biden sẽ có sự giải thích một cách rõ ràng về các phản ứng của ông đối với khinh khí cầu giám sát tầm cao của Trung Quốc. Nhưng dĩ nhiên khi trả lời thì Tổng thống đã chặt chẽ theo một kịch bản quen thuộc dựa trên một số các chi tiết đã được cung cấp cho báo chí. Chúng tôi chưa biết chính xác ba vật thể này là gì, Tổng thống Joe Biden nói về các thiết bị bắn hạ ngoài khơi bờ biển Alaska, trên lãnh thổ Yukon ở Canada và trên mặt hồ Huron vào các ngày 10, 11 và 12 tháng 2. Và những chi tiết này chỉ lặp lại nhận xét của các quan chức chính quyền khác. Ông nói thêm, nhưng không có gì hiện tại thì không có gì cho thấy chúng có liên quan đến chương trình khinh khí cầu Do Thám của Trung Quốc hoặc chúng là các phương tiện giám sát từ bất kỳ quốc gia nào khác. Tổng thống nói và thừa nhận các tiết lộ vào ngày thứ ba của Hội đồng An ninh Quốc gia là khi nói cũng chính xác giống như những lời mà ông đã nói trong ngày hôm nay. Đánh giá hiện tại của cộng đồng tình báo là ba vật thể này rất có thể là các quả bóng bay hoặc là những cái khinh khí cầu nhỏ được gắn liền với các công ty tư nhân, các tổ chức nghiên cứu hoặc giải trí, nghiên cứu thời tiết hoặc đang tiến hành nghiên cứu một số các công việc khoa học khác, Tổng thống Biden nói. Nhận xét của Tổng thống đã được công bố với lời cảnh báo chỉ một tiếng đồng hồ sau khi ông trở về từ bệnh viện Walter Reed, nơi ông có buổi khám sức khỏe thường kỳ tại đây từ sáng hôm nay thứ Năm. Tổng thống nói rằng, tôi rất mong có dịp được nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cái việc khinh khí cầu Do Thám. Tuy nhiên ông không nói chính xác khi nào và sẽ có cái cuộc gặp gỡ đó. Đồng thời, ông nói rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ chỉ nên cạnh tranh chứ không nên xung đột. Tôi đã ra lệnh bắn hạ những vật thể đấy ngay khi cảm thấy an toàn. Ông nói về khinh khí cầu giám sát bị bắn hạ ngày 4 tháng 2 ngoài khơi của Myrtle Beach ở tại South Carolina. Ông nói rằng quân đội đã khuyên không nên bắn hạ nó trên đất liền vì kích thước quá lớn của nó. Và thay vào đó, chúng tôi đã theo dõi nó một cách chặt chẽ và đã phân tích một số các khả năng của nó và chúng tôi đã tìm hiểu thêm về các cách thức hoạt động của nó. Các nhà phê bình đặt câu hỏi là liệu Tổng thống Biden đã có ra lệnh bắn hạ một loạt các vật thể sau đó hay không vì ông đã bị chỉ trích một cách gay gắt về quyết định cho phép khinh khí cầu Do Thám Trung Quốc đã bay lượn trên các cơ sở nhạy cảm của Hoa Kỳ từ Alaska cho đến South Carolina trước khi ra lệnh bắn hạ nó. Tuy nhiên, Tổng thống đã từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào sau tuyên bố dài 7 phút của ông về tác động của sự việc khinh khí cầu đối với mối quan hệ đối ngoại hoặc liệu các vụ bắn hạ sau đó có phản ánh kém trong đánh giá của chính ông hay không. Kế đến là một bản tin liên quan đến vấn đề Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ giới thiệu lực lượng tấn công để bảo vệ các công nghệ của Hoa Kỳ.
Bộ Tư pháp và Thương mại của Hoa Kỳ đang hợp tác để chống lại những mối đe dọa an ninh công nghệ. Tại một cuộc họp think tank toàn cầu ở London, Anh Quốc hôm thứ Năm 16 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp là Lisa Monaco tuyên bố các cơ quan đã thành lập lực lượng tấn công công nghệ đột phá. Bà Monaco cho biết nhóm này được thành lập nhằm mục đích ngăn chặn các đối thủ nắm giữ và sử dụng công nghệ để xâm nhập mạng lưới công nghệ của Mỹ nhằm thu lợi tài chính hoặc là thu thập thông tin tình báo. Bà Lisa Monaco nói, mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản, nhưng điều cần thiết là để chống lại những kẻ thù đang cố gắng bòn rút các công nghệ tốt nhất của Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp đang khai triển tất cả các công cụ của mình để đáp trả các quốc gia muốn khai thác công nghệ, nhằm phá hoại các liên minh của chúng tôi, phá hoại sự an ninh và pháp quyền quốc gia của chúng tôi. Vì vậy, nếu một công ty đang hoạt động ở Trung Quốc và đang thu thập dữ liệu của bạn, thì chắc chắn chính phủ Trung Quốc đang truy cập dữ liệu đó, tuân theo luật an ninh quốc gia của Trung Quốc. Luật này yêu cầu phải chuyển dữ liệu cho nhà nước và khiến chúng tôi hết sức lo ngại. Bà Monaco thêm rằng điểm mấu chốt là Trung Quốc đã cho thấy khá rõ ràng rằng họ đang cố gắng xoay chuyển và đưa ra cách sử dụng cũng như những quy tắc xung quanh công nghệ nhằm thúc đẩy đặc quyền và lợi ích của Trung Quốc. Nhưng lợi ích của họ không phù hợp với lợi ích của Hoa Kỳ. Lợi ích của họ được thúc đẩy bởi và hướng tới cách tiếp cận độc đoán đối với chính phủ của họ. Và điều đó thì không phù hợp với chúng ta. Bà kết luận vì những lo ngại đó bà không sử dụng TikTok và khuyên người Mỹ khác cũng không nên sử dụng. Ứng dụng truyền thông xã hội TikTok thuộc sở hữu của ByteDance, một trong những công ty tư nhân có giá trị lớn nhất ở Trung Quốc, cho biết các nhân viên Trung Quốc của họ có quyền truy cập vào dữ liệu người dùng Hoa Kỳ, nhưng đã phủ nhận công ty chịu ảnh hưởng của chính phủ Bắc Kinh. Và cũng trong ngày thứ Năm, một quan chức cao cấp của cơ quan điều tra liên bang FBI cho biết, cơ quan này đang đề phòng mối đe dọa ngày càng gia tăng từ hoạt động mạng điện toán của Trung Quốc xung quanh các cuộc bầu cử sắp tới tại Hoa Kỳ. Quan chức này lưu ý rằng trước cuộc bầu cử năm ngoái 2022, tin tặc Trung Quốc đã rà quét cơ sở hạ tầng máy điện toán của các đảng Cộng hòa và Dân chủ để tìm lỗ hổng an ninh bảo mật. Sự căng thẳng giữa chính phủ Hoa Kỳ và Trung Quốc đã leo thang hơn nữa trong vài tuần qua sau khi Hoa Kỳ bắn hạ một khinh khí cầu dò thám của Trung Quốc đang bay qua không phận Hoa Kỳ. Một số các phần trong một bản báo cáo rất được mong đợi từ đại bộ thẩm đoàn đặc biệt tại Georgia, nơi đã điều tra các hành động của cựu Tổng thống Donald Trump tại tiểu bang này sau cuộc bầu cử năm 2020, đã được chính thức công bố vào ngày hôm nay, thứ Năm. Trong đó thì đã tiết lộ hai phát hiện của cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng qua, nhưng nó cuối cùng thì vẫn để lại một số các câu hỏi chính chưa được giải quyết. Thẩm phán Robert McBurney của Tòa án tối cao quận Fulton đã ra lệnh công bố có giới hạn vào đầu tuần này. Và theo như lệnh của ông thì phần giới thiệu cũng như là phần kết luận của bản báo cáo cũng như là sự lo ngại của đại bộ thẩm đoàn về các nhân chứng đã tuyên thệ sẽ được công khai. Và dưới đây là một số các điểm chính. Thứ nhất là không có gian lận bầu cử phổ biến tại Georgia. Đại bộ thẩm đoàn đặc biệt đã đưa đến một kết luận thống nhất với nhau là không có gian lận bầu cử phổ biến ở Georgia năm 2020. Họ lên tiếng bác bỏ tất cả các thuyết âm mưu của cựu Tổng thống Donald Trump sau khi nghe lời khai mở rộng từ các quan chức bầu cử, nhân viên phòng phiếu và các chuyên gia khác. Kết luận của đại bộ thẩm đoàn về vấn đề gian lận là rất quan trọng, vì điều này một lần nữa sẽ chứng minh rằng ông Trump đang cố gắng lật ngược kết quả một cuộc bầu cử hợp pháp, và điều này có thể làm ảnh hưởng đến các quyết định buộc tội của các công tố viên tiểu bang, những người đang cân nhắc xem có nên truy tố ông Trump và các đồng minh của ông ấy với các tội danh liên quan đến sự việc năm 2020 hay không. Các cáo buộc khai man có thể xảy ra. Đại bộ thẩm đoàn đặc biệt đã đưa ra một khuyến nghị là luật sư quận Fulton Fanny Willis cần xem xét việc truy tố một số các nhân chứng về tội khai man sau những cuộc điều trần. Đại bộ thẩm đoàn đã nhận được bằng chứng từ hoặc là liên quan đến 75 nhân chứng trong quá trình điều tra này. Phần lớn trong số đó không thông tin được cung cấp trực tiếp dưới sự tuyên thệ. Nhưng các bồi thẩm viên rõ ràng đã có vẻ không hài lòng với các câu trả lời đó. Việc khai man có thể đã thực hiện bởi một hoặc nhiều nhân chứng làm chứng trước đó, theo một số phần của bản báo cáo được đưa ra vào ngày hôm nay, thứ Năm. Willis là một đảng viên đảng Dân Chủ chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc nào trong cuộc điều tra vào thời điểm này. Bên cạnh đó, thì cách thức hoạt động của đại bộ thẩm đoàn đặc biệt thì hội đồng gồm có 26 thành viên, có 3 thành viên dự khuyết, đã hoạt động sau những cánh cửa đóng kín trong nhiều tháng qua, và họ đã nghe những bằng chứng bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 và sau đó đã nghe ý kiến của khoảng 75 nhân chứng đóng nhiều vai trò khác nhau
trong vụ điều tra liên quan đến kết quả bầu cử năm 2020 tại Georgia, và tất cả những lời khai này đều là những lời khai hữu thể. Bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề kinh tế, thưa quý vị, đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm và giá sản xuất lại tăng. Thị trường lao động Hoa Kỳ vẫn vững mạnh, bất chấp một số đợt sa thải nhân viên hàng loạt trong lĩnh vực công nghệ cao gần đây. Một bản báo cáo hôm thứ Năm từ Bộ Lao động cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước đạt mức thấp lịch sử, lần đầu tiên đã giảm xuống còn 194.000 trên toàn quốc. Con số này thấp hơn dự báo của các kinh tế gia và nó đã diễn ra sau một đợt tăng nhẹ so với tuần trước đó. Thị trường lao động Hoa Kỳ phát triển mạnh là tin tốt cho người đi làm và đi tìm việc, nhưng có thể lại là tin xấu cho lãi suất bởi vì nó mang lại cho Quỹ Dự trữ Liên bang nhiều động lực hơn để tăng lãi suất một lần nữa trong nỗ lực hạ nhiệt nền kinh tế và giảm lạm phát. Một bản báo cáo khác hôm thứ Năm cũng có thể ảnh hưởng đến Quỹ Dự trữ Liên bang. The Producer Price Index, tức là chỉ số giá sản xuất, viết tắt là PPI, là một chỉ số lạm phát chính được dùng để đo lường những gì các nhà cung cấp đang tính lệ phí cho các doanh nghiệp. Nó cho thấy giá bán sỉ đã tăng vào tháng trước so với tháng 12. Ngay cả khi loại bỏ năng lượng và các thành phần dễ dao động khác, lạm phát của nhà sản xuất cơ bản đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ số PPI vẫn tiếp tục giảm trên cơ sở hàng năm. Các bản báo cáo kể trên theo sau dữ liệu trong tuần này cho thấy doanh số bán lẻ tăng mạnh trong tháng riêng và giá tiêu dùng, tức là CPI hàng tháng, tăng nhanh, càng làm dấy lên lo ngại trên thị trường tài chính rằng Quỹ Dự trữ Liên bang có thể sẽ duy trì chiến dịch tăng lãi suất cho đến hết mùa hè. Bản tin kế tiếp liên quan đến một việc mà trong ngày hôm nay đã diễn ra và được sự chú ý của báo chí quốc tế. Đó là việc Nga và Ukraine đã trao đổi 101 tù nhân chiến tranh trong đợt trao đổi tù nhân mới nhất vào ngày hôm nay thứ Năm. Chính quyền hai quốc gia đã xác nhận tin tức này. Máy bay của lực lượng hàng không vận tải quân sự của lực lượng hàng không vũ trụ Nga sẽ đưa các quân nhân Nga được trả về Moscow để điều trị và phục hồi chức năng ở các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng Nga. Bộ Quốc phòng Nga đã viết như trên. Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã đăng hình ảnh của rất nhiều quân nhân Ukraine đang chụp ảnh với nhau sau khi được trả tự do. Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine đã cho biết là 100 quân nhân và một thường nhân người Ukraine đã được trao trả trong đợt này. Andriy Yermak cho biết trên Telegram rằng gần như tất cả đều đang bảo vệ thành phố phía nam Mariupol bị bao vây trước khi nó rơi vào tay của lực lượng Nga. Vào đầu tháng này, thì Tổng thống Zelensky nói rằng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm ngoái, Ukraine đã bảo đảm với người dân rằng 1.762 đàn ông và phụ nữ Ukraine sẽ được thoát khỏi sự giam cầm của Nga. Trong khi đó, thì Volodymyr Zelensky nói rằng chúng ta cần nắm vững tình hình ở phía trước và chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ sự lao thang nào từ kẻ thù. Và ưu tiên của chúng ta hiện nay là tiến tới giải phóng các vùng đất của Ukraine, ông tuyên bố. Và trong một cuốn video thường xuyên được phát hình vào mỗi buổi tối để cập nhật các tin tức từ Ukraine, Tổng thống Zelensky đã nói hiện nay vấn đề ưu tiên của quốc gia này là tiến tới giải phóng thêm đất đai. Ông cho biết ưu tiên hàng đầu là cần phải đưa các vùng đất bị Nga chiếm đóng trở về với Ukraine, nắm bắt tình hình ở phía trước, chuẩn bị cho bất kỳ bước leo thang nào của kẻ thù là ưu tiên hàng đầu trong tương lai gần của chúng ta. Trong đó, ông nêu chi tiết cuộc gặp với Bộ Tổng Tư lệnh tối cao và các chỉ huy trong khu vực. Ông nói rằng, tiến tới giải phóng thêm đất đai của chúng ta là một ưu tiên mà chúng ta đang chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Ông cũng đã lên tiếng cảm ơn lực lượng không quân Ukraine, lực lượng mà ông cho biết đã bắn hạ một nửa số hỏa tiễn và máy bay không người lái mà Nga đã sử dụng trong cuộc tấn công mới nhất diễn ra vào ngày hôm nay thứ Năm. Chúng tôi đang làm tất cả mọi thứ để có thể bảo đảm rằng các binh sĩ của chúng tôi có cơ hội bắn hạ toàn bộ kho vũ khí của kẻ thù trên bầu trời của Ukraine. Bản tin kế tiếp mà Thanh Thảo gửi đến quý vị là nợ nần. Thưa quý vị, mức nợ nần của các gia đình Mỹ đã đạt kỷ lục gần 17.000 tỷ Mỹ kim. Khi lãi suất tăng cao là thời điểm ít lý tưởng nhất để đi vay những khoản nợ mới. Nhưng theo một bản báo cáo mới của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York thì điều đó lại chính xác là những gì người Mỹ đang làm. Bản báo cáo cho biết là nợ nần của các gia đình Mỹ đã đạt mức 16.9 ngàn tỷ Mỹ kim trong quý trước. Đó là mức tăng 394 tỷ Mỹ kim trong khoảng thời gian có 3 tháng trước đó. Hầu hết trong số nợ đó là dưới hình thức vay nợ để mua nhà hoặc là được thế chấp bằng căn nhà. Kế đến là nợ mua xe.
trong khi đó nợ thẻ tín dụng cũng tăng hơn 6.5% lên mức 986 tỷ Mỹ kim. Đó là mức tăng trưởng hàng quý lớn nhất kể từ khi việc lưu trữ dữ liệu bắt đầu vào năm 1999 theo Ngân hàng Trung ương New York. Tính theo từng năm thì nợ thẻ tín dụng tăng 15.2%. Với mức nợ nần cao, ngày càng có nhiều người Mỹ chậm thanh toán hóa đơn trả nợ định kỳ hàng tháng. Tỷ lệ trả nợ trễ hiện nay là 2.5%, chỉ bằng khoảng một nửa so với tỷ lệ 4.7% người ở độ tuổi được ghi nhận ngay trước đại dịch COVID-19 hồi năm 2019. Và những người đi vay trẻ tuổi nói riêng, những người ở độ tuổi 20 và 30 là những người trả nợ trễ nhiều nhất. Tỷ lệ trả nợ trễ gia tăng trong khi thị trường lao động đang mạnh, khiến cho các kinh tế gia lo ngại, vì họ cho rằng có lẽ người tiêu dùng đang vung tay quá chán và tiêu xài quá khả năng trả nợ của họ, và điều này dĩ nhiên là không tốt trong thời gian dài hạn. Một phụ nữ mà cảnh sát cho rằng đã chặt xác một người đàn ông đã tấn công vào luật sư riêng của mình ngay khi đang ngồi trong tòa để điều trần về năng lực trong tuần lễ này. Một đoạn video clip cho thấy là cô Taylor Shaw Business đã bị buộc tội giết sát Therion vào hồi tháng 2 năm 2022, đã tấn công vào luật sư bào chữa của chính cô ta tại tòa án quận Brown vào ngày thứ Ba ở Green Bay, Wisconsin. Đoạn phim cho thấy là cô đã bị nhanh chóng đã bị một cảnh sát vật xuống đất, và sau khi thẩm phán trong vụ án cho biết là ông ta sẽ hoãn phiên tòa xét xử Sharpness vào tháng tới. Luật sư Quinn Jolie, người đã bị tấn công, thì nói với thẩm phán quận Brown Thomas Walsh rằng ông dự định nộp đơn yêu cầu rút khỏi vụ án này. Theo Green Bay Press Gazette, là một phần của tờ báo USA Today Network đã nói, câu hỏi liệu rằng cô Shaw Business có phù hợp để hầu tòa hay không từ lâu đã trở thành vấn đề then chốt trong vụ án. Một chuyên gia do tòa án thuê cho biết là cô ấy có khả năng hỗ trợ bảo chữa cho chính mình, nhưng một chuyên gia do người bảo chữa thuê lại đưa ra những sự nghi ngờ về khả năng này. Cô ta đang bị giam giữ tại nhà tù của quận Brown với số tiền bảo lãnh là 2 triệu Mỹ Kim, đã bị bắt sau khi của mẹ của anh Therion đã tìm thấy thi thể của con trai mình vào ngày 23 tháng 2 năm ngoái 2022. Cô ta đã phải đối mặt với 3 trọng tội: cố ý giết người cấp độ 1, cắt xẻo xác chết và tấn công tình dục cấp độ 3. Cô Shaw Business đã không nhận tội và không có tội vì lý do bệnh tâm thần hoặc là có khiếm khuyết về vấn đề tâm thần. Therion, 24 tuổi, nạn nhân đã bị cô Shaw Business giết chết, là bạn học cùng trường trung học với nhau và thỉnh thoảng có quan hệ tình cảm. Các nhà điều tra của cảnh sát trưởng quận Bao đã cho biết, cuộc giết người diễn ra vào hồi tháng 2 năm 2022, và cảnh sát tại Green Bay báo cáo là vào ngày xảy ra vụ giết người, khoảng 3 giờ sáng, cảnh sát đã trả lời một cuộc gọi sau khi người mẹ của Therion phát hiện ra cái đầu bị cắt rời của con trai mình trong một cái xô chứa ở tầng hầm của nhà bà. Một cuộc điều tra sau đó cho thấy là cả hai đã hút methamphetamine và cùng uống trazodone, là một loại thuốc chống trầm cảm. Theo đơn kháng án thì cảnh sát tìm thấy Shaw Business tại nhà của cô, nơi mà người ta đã thấy có rất nhiều vết máu khô trên quần áo mà cô đã mặc trong ngày hôm đó. Bên trong chiếc xe tải của cô thì các tài liệu của tòa án tiếp tục, các quan chức cũng tìm thấy một hộp sành có chứa thứ mà đơn nói là các bộ phận cơ thể của con người, bao gồm kể cả một phần chân. Phiên điều trần tiếp theo của Shaw Business đã được dời lại vào ngày 6 tháng 3 tới đây. Bản tin số cùng trong chương trình hôm nay liên quan đến vấn đề chủ xe Tesla nên chú ý. Công ty Tesla thu hồi toàn bộ xe có quy chế hoàn toàn tự lái. Công ty Tesla đang thu hồi tất cả các chiếc xe được trang bị cái mà công ty gọi là full self-driving, tức là hoàn toàn tự lái. Việc thu hồi được công bố hôm nay ảnh hưởng đến gần 363.000 chiếc xe. Thông báo thu hồi được đưa ra bởi Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Xa lộ Quốc gia Hoa Kỳ, viết tắt là NHTSA. Cơ quan này cho biết, tính năng tự lái hoàn toàn có thể khiến cho xe vi phạm luật giao thông trong một số trường hợp hiếm gặp, bởi vì xe không tuân thủ đầy đủ luật an toàn giao thông và có thể gây ra những vụ đụng xe. Công ty Tesla cho biết họ sẽ cố gắng khắc phục biến cố này thông qua một bản cập nhật nhu liệu. Hiện chưa rõ liệu công ty có thay đổi tính năng này để nâng cao mức an toàn của xe hay không, hoặc là bản cập nhật sẽ vô hiệu hóa tính năng này.
và Tesla sẽ phát hành miễn phí bản cập nhật nhiên liệu qua mạng điện toán, và nhà sản xuất xe điện cho biết họ không biết về bất cứ trường hợp thương tích hoặc tử vong nào có thể liên quan đến vấn đề thu hồi xe này. Đợt thu hồi bao gồm các kiểu xe Model S và Model X đời 2016 đến 2023, Model 3 đời 2017 đến 2023 và Model Y đời từ 2020 đến 2023 được trang bị nhiên liệu FSD Beta hoặc là đang chờ đặt nhiên liệu này. Và nếu quý vị có thắc mắc thì có thể hỏi các đại lý Tesla để biết thêm chi tiết. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt Face Tonight ngày hôm nay với phần soạn thảo và trình bày của anh Dũng và Thanh Thảo. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu Khuynh Diệp, dầu bạc hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise. Sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Gọi cho City Home để mua nhà suôn sẻ, nhanh chóng. Gọi cho City Home để bán nhà bảo đảm hữu hiệu. 10 điều quan trọng phải làm khi mua hay bán nhà. Điều thứ nhất, gọi cho City Home. City Home sẽ làm 9 điều còn lại. Gọi cho City Home ở số 818-383-8569 hoặc 714-383-3217. Quý vị sẽ được hướng dẫn trực tiếp với broker Đồng Nguyễn để có chương trình mượn tiền thích hợp nhất với tiền lợi thấp nhất và lệ phí. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.